Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là 12 tháng 12 đấy. Hôm nay Minh Thiên lại chở hàng gửi đi các nơi cho quý khách ạ. Từ khuôn cống này, khuôn cột này, khuôn cây này, các loại mẫu này nhá. Đấy ạ. Ôi, hôm nay kín xe luôn, còn chưa biết là xếp có xếp hết được không. Phải nói là sớm nay các bà quá giỏi luôn. Đóng được ngần này hàng một xe ô tô, hôm nay ô tô to mà còn không có chỗ để này. Vẫn còn mấy kiện này. Thôi cố nhét xếp gọn để cho để hết. Đấy. Đây là khuôn cống nhá, khuôn cống làm cho bác Phi ở Bình Phước nhá. Đấy. Khuôn bên em thì được bọc gói rất là cẩn thận để gửi đi khách hàng, để làm sao mà nó an toàn nhất. Còn tất nhiên quá trình mình gửi đi thì không tránh được có những lúc là rủi ro là bị vỡ hàng, nhưng mà Minh Thiên vẫn luôn luôn có trách nhiệm với khách hàng đến cùng nhá. Đấy nhá, khuôn tấm đan này là theo kích thước này. Đấy, vẫn còn tận 5-6 kiện nữa, xếp gọn trong góc đấy cho nó hết, không có là không để hết. Đấy, hôm nay từ nhân viên Minh Thiên đến nhân viên bưu điện là phải hỗ trợ nhau, hàng nhiều. Còn bình thường mà có những hôm trong một tuần ấy thì ngày nào bên Minh Thiên cũng có một xe hàng của bưu điện nhé. Vơi thì cũng tầm già nửa xe, nhiều thì cứ như hôm nay là nhiều hàng, như hôm nay là đợi xe đấy, là còn số lượng đơn còn chưa đóng hết cho khách ấy. Bác nào mà có nhu cầu về khuôn mẫu, bất cứ loại khuôn gì thì có thể kết nối với Minh Thiên nhé. Hãy kết nối với Minh Thiên qua các số điện thoại em để trên màn hình nhé. Đấy, từ khuôn nhựa, khuôn sắt, khuôn làm theo thiết kế này Minh Thiên đều có nhé. Đấy, đây em đang làm theo thiết kế làm cho các bác khuôn này, gọi là khuôn bức vách tường này, chân tường này, rất là đẹp luôn. Bằng nhựa composite ạ. Xin chào các bác nha.